Sáng ngày 8 tháng 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã triệu tập kỳ họp bất thường để thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã làm quy trình miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và cho thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đối với ông Phan Việt Cường đang nghỉ chờ hưu. Miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đương nhiệm đối với ông Lê Trí Thành. Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đương nhiệm đối với ông Nguyễn Hồng Quang. Trong đó, ông Phan Việt Cường đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo nguyện vọng cá nhân. Còn ông Lê Trí Thanh và ông Nguyễn Hồng Quang đã có đơn tự nguyện xin từ chức sau khi bị Trung ương kỷ luật khiển trách và cảnh cáo. Kỳ họp cũng đã cho thôi chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với hai lãnh đạo sở đã nghỉ hưu và bầu bổ sung ông Bùi Ngọc Ảnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường vào ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.